quý khán giả, quý bộ phận nhân dân ạ, chúng ta lùi ra 1 mét đi ạ. Chúng ta không đu vào cái cột ạ. Bắt đầu chơi, bắt đầu tính giờ nhé. Vâng ạ, bắt đầu chơi, bắt đầu rồi ạ. Thank you.
xin mời anh Nhật Thần Quà của ban tổ chức ạ. Vâng ạ, có vẻ anh rất yêu quý chú lợn ạ, vẫn chưa buông bỏ chúng ta. Em nghĩ con lợn này có thương với em mang lợn về được không ạ? Bắt chú lợn Hà Giang về đấy. Chúc mừng anh. Có như vậy là có vị khán giả đầu tiên giành được phần quà của ban tổ chức. Và tiếp theo xin mời. Vâng, và xin mời. Như vậy là có nam và nữ là trò chơi sẽ thành công từ nãy đến giờ đúng không ạ? Xác suất là 100%. Có một nam một nữ rồi đó mấy người. Vâng, tiếp theo xin cắt cánh tay các bạn ạ. Vâng, mời bạn nữ ạ. Mời bạn nữ đằng sau đấy ạ. Mời một bạn nam bạn nữ đấy ạ. Vâng, bạn nữ cười rất tươi đấy ạ. Vâng, xin mời bạn. Và một bạn nam. Vâng, trước khi chơi xin mời bạn lại giới thiệu về bản thân mình đi ạ. Em giới thiệu em tên là gì và em đến từ đâu? Em tên là Huyền ạ, đến từ Giúp Cục Dài ạ. Có người yêu chưa? Con của Huyền. Em giới thiệu về bản thân mình. Em là lên chị học sinh lớp 14 A3 của trường trung học phổ thông Bố Hạ. Một bạn đoàn viên thanh niên đến từ. Vâng, các bạn Bố Hạ đâu rồi ạ? Các bạn Bố Hạ hãy nổ một tràng pháo thật lớn để cổ vũ tinh thần cho bạn của mình đi ạ. Túi sách, điện thoại và các vật dụng cá nhân của mình ạ. Ai biết thay các bạn rất là vừa 12 phút bắt đầu. Vâng, người bị thương thì chúng ta bắt nhau rồi ạ. Chưa cẩn thận được. Vâng, đã chạm được vào cái đuôi con lợn rồi ạ. Quay đi được.
Vâng, và sau hai lần mình bắt chú Lợn có vẻ kinh nghiệm hơn rất nhiều rồi ạ. Vâng, và như vậy là cứ không thủy một nam một nữ là chắc chắn bắt được Lợn. Vâng, và mời anh nhận một phần quà của chương trình ạ. Chúc mừng anh đã nhận được phần quà của chương trình. Vâng, và lần này có lẽ chúng ta đổi phong thủy một xíu, sẽ là hai bạn nữ. Vâng, và hai bạn đoàn viên ạ, hai bạn nữ rất nhiệt tình ạ. Hai bạn đoàn viên. Vâng, một container quà vẫn đang ở đằng sau ạ. Rất nhiều quà và có rất nhiều trò chơi nữa. Mời hai bạn giới thiệu về bản thân mình. Đi ạ. Hai bạn là đồng kỳ, chắc là Huyền đấy, Huyền đấy. Có phải là bắt đi 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 xóa xui đồ chơi không? À không phải. À đây đam mê rồi. Vâng, như vậy là hai thí sinh thi vì đam mê. Liệu rằng có bắt được chú Lợn của chúng ta không nào? Thôi một nam một nữ anh nhảy. Bạn đoàn viên bắt đầu chơi. Vâng, bắt đầu. Thôi các bạn chơi đi. Mở đi. Vâng, bắt được cái giò nhưng không phải giò là giò min. Bơ. Đây anh ở đây chứ không phải lợn. Vâng, chú Lợn đang nở một nụ cười mãn nguyện đấy ạ. Đấy, vô. Sao? Vâng, nghe không phải Lợn ạ. Lại cầm tay nhau. Vâng, đã trải qua hơn 1 phút rồi ạ. Bên mái. Vâng, như vậy là... Này xong, con kia bắt đi. Đây rồi. 3, 2, 1. Cô ngồi rồi. Vô. Làm sao được. Tuyệt quá. Có vẻ là cái phong thủy một nam một nữ thành công rồi. Con Lợn trước mặt em, đằng sau em. Vâng ạ. Vô. Còn 15 giây nữa thôi ạ. Vô đây. Vâng, như vậy là vô được chú công an. Vô này con thua rồi. Dung thủ. Vô 15 14 15 10 2 10 1. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ. Vừa như vậy là cái xác suất một nam một nữ vẫn là 100% và xác suất là đồng chưa được tí nào. Mời các bạn đăng ký tiếp ạ. Vâng, cho bà. Một người nữa. Rồi, bà xin mời bác luôn ạ. Rồi, tuyệt vời. Vâng ạ. Liệu cái xác suất 100% một nam một nữ là thành công không ạ? Vâng, xin mời hai bác giới thiệu với mình ạ. Yeah.
bây giờ một nam một nữ. Bạn đi ăn cách nào hả? Vâng, tôi thấy là rất nhiều các cô bác đã chơi. Bây giờ xin mời các em trẻ, các bạn đoàn viên ạ, để xem các bạn có kinh nghiệm như thế không ạ. Vâng, lần này chúng ta là hai bạn nam, hai nam là chưa thành công, hai nữ cũng chưa thành công. Liệu hai